Xin chào cả nhà, em là Lê, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Quý anh chị cần bán xe cũ đổi lấy xe mới, quý anh chị cần hỗ trợ về thủ tục ngân hàng, quý anh chị cần tư vấn và mua giá xe mới với cái mức giá rất là hợp lý, quý anh chị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903567634 thì em sẽ hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị nhé. Trong clip ngày hôm nay em sẽ cập nhật giá bán cũng như là chương trình ưu đãi dành cho chiếc xe Kia Carrera này. Trước mắt quý anh chị là phiên bản Kia Carrera 1.5 Luxury. Hiện tại nó sẽ có hai phiên bản. Đối với phiên bản có màn hình giải trí 8 inch thì hiện tại giá của nó đang là 654 triệu, bên em sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu nữa chỉ còn là 644 triệu. Quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ rơi vào khoảng là 634 triệu đồng thôi. Đấy. Còn đối với chiếc xe Kia Carrera phiên bản mới màn hình 10.25 inch và có trang bị cảm biến ở phía trước là giá xe của nó hiện tại là 664 triệu. Quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh nó rơi vào khoảng là 754 triệu. Nó sẽ chênh lệch nhau khoảng 20 triệu nha quý anh chị. Đấy. Quý anh chị mua trả góp thì bên em sẽ bao đảo hồ sơ vay nhé. Thủ tục trả góp rất là đơn giản. Quý anh chị chỉ cần cung cấp cho em căn cước công dân này, gia đình ký kết hôn của hai vợ chồng và giấy xác nhận độc thân thôi. Hồ sơ tài chính thì bên em sẽ bao đảo hồ sơ. Đối với dòng xe này quý anh chị chỉ cần trả trước giúp em là 220 triệu và mỗi tháng quý anh chị góp đâu đó tầm khoảng hơn 9 triệu một xíu. Đấy. Số tiền này quý anh chị có thể cân đối nhé. Về phần đầu xe được thiết kế nhìn khá hài hòa và rất là đẹp mắt. Đèn pha của nó là full LED và nó sẽ có dải đèn LED chạy ban ngày. Đối với phiên bản màn hình 10.25 inch thì sẽ có cảm biến ở phía trước, nó sẽ hỗ trợ cho mình trong quá trình mình di chuyển để phát hiện được vật cản nhé. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hợp kim nhé. Đường kính mâm của nó là 17 inch. Vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental của Đức, bốn phanh được sử dụng hệ thống phanh đi hết. Xe sẽ trang bị cho quý anh chị khối động cơ là 1.5 lít. Đối với nó hộp số tự động IPT, khả năng sang số vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ nhé, rất tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt con này đang bảo hành cho quý chị là 5 năm hoặc là 150.000 cây đấy, nên quý chị cứ yên tâm mua xe về rất hợp kinh doanh với dịch vụ rất là ok luôn nha quý chị. 5 năm hoặc 150.000 cây, con số sẽ khác chỉ là 3 năm hoặc là 100.000 cây thôi đấy. Xe sẽ được trang bị cho quý chị là gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ ở trên xe. Đặc biệt ở đây là chiếc xe Kia Carrera thì cái khoảng không gian bên trong xe ngồi rất là thoải mái nha, nó khắc phục hết mọi ưu điểm của những cái đối thủ cùng phân khúc. Hàng ghế thứ ba có cửa gió điều hòa và có thể ngả được 128 độ. Hàng ghế thứ hai có thể di chuyển lên xuống để tạo được cái không gian cho hàng ghế thứ ba, nên con này hàng ghế thứ ba là rộng rãi và thoải mái nhất, nó thoải mái hơn cả hàng ghế thứ ba của Santa Fe nếu mà quý anh chị ngồi thử nha. Đấy, xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là nội thất da nha, da này da màu đen nên rất là sạch sẽ. Nhà mà có em bé, có con nít hay là quý anh chị chạy chở sách khách kinh doanh đó, thì nó cũng không có bị dơ đâu. Tuy là ở phiên bản tầm trung thôi, nó được trang bị cho quý anh chị là đèn nội thất nha, trang bị nhìn rất là đẹp trước và sau luôn nha. Đèn nội thất của nó trang bị ở trên phần tắp bi cửa rồi chỗ tắp lô á, rất là ok. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì có thể di chuyển lên xuống được nha, để cái tạo cho cái không gian ở hàng ghế thứ ba nữa, và nó sẽ có cái cụm công tắc điều hòa để điều chỉnh cái tốc độ gió của hàng ghế thứ hai và thứ ba. Nó có cổng sạc, sạc này sạc tai xi nha, rất là tiện lợi. Ở phía sau lưng ghế thì có túi đựng hồ sơ đầy đủ hết. Đây là khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên quý vị thấy, vô lăng được thiết kế theo dạng được cốt nhìn rất là thể thao luôn nhé. Màn hình trung tâm này, nếu mà đối với phiên bản màn hình lớn thì 10.25 inch thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ nhìn nó sẽ sang hơn. Đấy. Có chỗ để ly tách, nó rất là nhiều chỗ để vật dụng trên chiếc xe Kia Carrera này nên nó rất là tiện lợi nha quý anh chị. Đây, cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Chút nữa em sẽ bước xuống hàng ghế thứ ba em ngồi cho quý anh chị xem. Ở hàng ghế thứ ba này cái độ ngã nó rất là tuyệt vời luôn nha. Đấy, ghế thứ ba này ngã rất là tuyệt vời. Đến 128 độ mà. Cái thằng khác như Xpander hay XL7 hay là Veloz thì hàng ghế thứ ba này nó bị đứng. Quý chị mà chở khách đi một lần là người ta sợ liền. Ở phía sau hàng ghế thứ ba mà vẫn được trang bị cho quý chị là cổng sạc thì nó quá là tuyệt vời rồi. Nên quý chị khi mà tham khảo Xpander, Veloz hay là XL7 thì quý chị có thể tham khảo thêm cái dòng xe Kia Carrera này giúp em nhé. Option thì quý chị có thể gắn thêm được. Nhưng cái sự rộng rãi, sự thoải mái, sự tiện nghi trên xe thì quý anh chị không thể nào lắp thêm được nhé. Nên quý anh chị lưu ý và có thể tham khảo và lựa chọn thêm cái dòng xe Kia Carrera này cũng là một cái ít rất là hay nha quý anh chị. Đấy. Và cái thao tác mở ghế xuống hàng ghế thứ ba nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần nhấn cái nút trên lưng của nó thì tự động nó sẽ chỏng mông lên thôi, rất đơn giản nhé. Về chiếc xe Kia Carrera ở phần đuôi xe thiết kế nhìn rất là đẹp, cụm điện hậu sau là dạng LED nha, ở phía sau có ốp thể thao này, rồi nó sẽ trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe rất là an toàn. Ở phía trên thì trang bị cho quý anh chị là ba ga mui và vây cá mập để nâng thêm cái sự thể thao cho chiếc xe. Đối với chiếc xe này thì
Khi mà quý chị dựng bàn ghế lên thì vẫn còn một khoảng không gian nhỏ nhỏ để cho quý chị để đồ nha. Đấy, cũng rất là tiện lợi. Đây, quý chị xem cái độ ngã đó. Ngã rất là tuyệt vời luôn nha. Con này thì khi mà quý chị mua mà mình đi gia đình mình chạy kinh doanh thì có thể ngồi xuống hàng ghế thứ ba này rất là thoải mái. Nó không có bị gò bó và cái chân của mình nó co duỗi cũng tương đối là ổn. Đấy, em cao trên 1m7 mà ngồi rất là vô tư nha. Nên quý chị có thể lên showroom để mình trải nghiệm. Đặc biệt khi quý chị mua dòng xe ở phân khúc này thì quý chị phải trải nghiệm khi mà mình đi xa. Mình phải ngồi nó thử cảm giác có thoải mái hay không nhé. Xe thì chạy trên 20 km/h thì tự động nó sẽ lóc cửa rồi. Đấy, rất là hiện đại. Và vô lăng như em nói là được thiết kế là chạy được kết nhìn rất là thể thao luôn. Nó sẽ có cân bằng điện tử để hỗ trợ cho mình khi mà chạy lên đường trơn trượt hay là vào cua nó không có bị lật xe, không bị quăng xe nhé. Đây có tích hợp giọng nói này, rồi nó sẽ có giới hạn tốc độ này, có cruise control luôn, màn hình LCD, màn hình điện tử nữa, nhìn đẹp, chị thấy rất đẹp luôn. Đấy. Và đây là cái màn hình giải trí này, con này hiện tại đang là 8 inch nha quý anh chị, nên nó sẽ có màn hình, nó sẽ có này bản đồ Navi. Nếu mà quý anh chị không biết được cái đường đi đến địa điểm mà mình mong muốn thì quý anh chị chỉ cần gõ cái địa chỉ lên trên đó thì nó sẽ hướng dẫn cái đường mình đi thôi. Quá là tuyệt vời. Còn bên này thì nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và sẽ có kết nối Android Auto, kết nối Bluetooth để nghe nhạc. Rồi điều hòa thì điều hòa tự động nè, khởi động start stop bằng một lần nhấn. Sưởi, lấy gió trong gió ngoài, gạt mưa tự động, đèn pha tự động bật tắt theo ánh sáng, có hết cho quý chị luôn, rất là hiện đại nha. Đấy. Rồi quý chị sẽ thấy được cái phần bên trong của chiếc xe này, nó sẽ có những cái vật rất là tiện lợi. Cổng cũng sạc Type-C nha. Đây là cái chìa khóa của chiếc xe này. Nó sẽ có khởi động để làm mát xe trước khi mình di chuyển và để nổ từ xa. Đấy, cổng USB, cổng 12V và cổng sạc Type-C nữa, có hết luôn nha. Đây, bố trí khu vực cần số này nhìn rất là đẹp luôn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em nhé. Nếu thấy video của em hay hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Quý anh chị cần bán xe mới, đổi lấy xe cũ, quý anh chị cần hỗ trợ về thủ tục ngân hàng, quý anh chị cần mua xe mới với giá cả hợp lý thì cứ gọi cho em hoặc là kết bạn Zalo với em.